xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà mặt tiền đường số 8B thuộc phường Bình Hưng Hòa A của Bình Tân nha. Chính là căn nhà này đây. Đây là cái mặt tiền đường 8B này các anh chị. Đây ha. Vị trí kinh doanh quá ok ha. Đây, hướng này chúng ta ra ngay chợ Bình Long này. Đấy, thì căn nhà chúng ta là có diện tích là ngang là 3,5 m, dài là 12 m, tính diện tích sử dụng là dài 14 m nhé. Kết cấu là một trệt một lửng hai lầu. Đấy, có 4 phòng ngủ các anh chị. Rồi thì căn nhà chúng ta là có hướng chính đông các anh chị nhé. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng viên hoàn công đầy đủ. Giá bán cho căn nhà mặt tiền này chủ nhà đang kêu bán là 4 tỷ 350 triệu và còn là bớt lọc phân gia nha. Đó, nhà đây ha. Quá ok. Anh chị nào đang tìm mua nhà mặt tiền ở quận Bình Tân kinh doanh buôn bán thì tham khảo ngay căn nhà này nha các anh chị. Đấy, khu vực bếp này các anh chị. Đây là chỗ để máy giặt ha. Tủ vệ sinh này. Đó. Sau này không ăn bếp này các gì. Ok ha. Sau này khoảng khoảng hơn. Sau này giúp căn nhà chúng ta thoáng hơn nhá. Đó đây các anh chị. Ok. Rồi ha. Bây giờ chúng ta cứ tham quan nhà rồi sau đó Sơn sẽ quay cái sổ hồng cũng như là quy hoạch cho các anh chị xem nha. Thì anh chị đang xem video này có thể bấm like và bấm chia sẻ video cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình cùng xem để họ có cơ hội sở hữu một căn nhà mặt tiền kinh doanh giá chỉ có 4 tỷ 350 thôi nha, và còn bớt lọc phân gia ha. Rồi thì trên tổng lực này các anh chị chúng ta có một căn phòng đây ha, một căn phòng này đấy. Ok ha. Phía trước này là tầng lực này các anh chị. Đây ha. Phía trước chúng ta có một khoảng sân. Thì nhà chúng ta kích thước trong sổ là ngang 3,5 m, hơn 3,5 m, dài là 12 m. Nhưng mà diện tích sử dụng thực của mình là dài đến 14 m nhé. Rồi. Tiếp theo chúng ta lên lầu 1 các anh chị. Thì trên lầu 1 này chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh nhé. Đây ha. Phòng ngủ đầu tiên này. Đó. View ha. Đấy. Rồi. Trước này có 1 phòng ngủ và bên cạnh đây là khu vực vệ sinh trên lầu 1 này. Ok ha. Rồi. Đây là phòng ngủ phía trước các anh chị. Đây ha. Trước nhà chúng ta có một cái ban công này. Ban công trước nhà ha. Đấy. Ban công trước nhà này. Con đường phía trước nhà đây ha. Xung quanh này nhiều nhà cao tầng không các anh chị. Đấy. Đây vậy ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta lên lầu 2. Đây ha. Rồi mình lên lầu 2 các anh chị nha. Thì trên lầu 2 chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nữa và một sân thượng rất rộng ở phía trước nhé. Rồi, đây là cái căn phòng ngủ trên lầu 2 này. Đó. Có cửa sổ luôn ha. Cửa sổ sẽ rất là thông thoáng này. Đó, dân cư hiện hữu ha. Đông đúc luôn. Đó. Phía trước là sân thượng. Còn đây là cầu thang lên là tầng mái này các chị. Còn đây là sân thượng ha. Rộng rãi các anh chị. Quá ok ha.
Đấy, trên này nhìn xuống này, view chúng ta này ha. Đó, con đường này xe hơi rô luôn này. Đấy, view đẹp ha. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống ha, đi xem một vòng nữa rồi Sơn quay cái sổ hồng để các anh chị tham khảo luôn nhá. Đó, đi xuống này. Đây, Sơn nhắc lại nha, căn nhà này nằm ở đường mặt tiền đường 8B, phường Bình Hưng Hóa, quận Bình Tân. Thì nhà có diện tích là ngang là hơn 3,5 m, dài thông số công nhận là 12 m, còn thực tế mình sử dụng là 14 m nha. Kết cấu là một trệt một lửng hai lầu, có 4 phòng ngủ, có 4 phòng ngủ và có một cái sân thượng rất rộng phía trước. Thì căn nhà chúng ta là có hướng chấn đông. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nhá. Giá bán cho căn nhà mặt tiền này chủ nhà đang kêu bán là 4 tỷ 350 triệu, và còn là bớt lọc tân gia nha. Đấy, đây ha, không ăn bếp này. À, đây ha. Rồi bây giờ chúng ta ra đây và tham khảo cái sổ hồng này các anh chị. Ở đây ha, cái sổ hồng của căn nhà chúng ta này. À, nhà vuông vức này, vuông vức ha các anh chị. Nhà vuông vức này, một trệt này, một lửng này, tầng 2 và sân thượng, đây là lầu 2 này, sân thượng mái che thang này. Nhà vuông vức ha. À, đây là cái file quy hoạch này các anh chị. À, lộ giới chúng ta phóng đường vô đây này. Cái file này nhìn không. Đây này, đây cái file này chúng ta này, file quy hoạch đây ha. À, chiều dài mình đấy là 14 m nha. Trong cái file quy hoạch này nó công nhận đến 14 m này, và tính hết cái sân này luôn nha. Tính ra hết sân này là 14 m này. À, đây ha, file quy hoạch chúng ta này. Còn đây là sổ hồng này. À, ok ha. Rồi. À, cái sân nha. Ok, vô xem đi. À, rồi ok anh chị nha. À, như vậy chúng ta đã tham quan xong căn nhà này và cũng xem qua giấy tờ pháp lý căn nhà ha. Thì anh chị nào quan tâm thì gọi ngay cho Sơn để đi xem thực tế và giao dịch trực tiếp với chủ nhà nha. À, Sơn nhắc lại, giá bán cho căn nhà mặt tiền này chủ nhà đang kêu bán là 4 tỷ 350 triệu và còn bớt lọc tân gia nha. Rồi anh chị hãy liên hệ với Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn các anh chị đã xem video này và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Các anh chị nhớ bấm đăng ký nhé để nhận được video mới nhất nhé. Rồi, xin chào.